Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Na Trinh Huynh chưa từng nghe nói tới Thử Minh hay sao? Thật sự không biết. Vậy thì đáng để Na Trinh Huynh đi một chuyến này rồi. Trên thế giới này đáng sợ không phải là có tin tức nào mà Thử Minh không biết. Có tin tức của họ đều là dùng thần tinh để mua. Ít nhất là cũng cần một viên thần tinh. Không biết là trong tay của Na Trinh Huynh có dư giả hay không. Một viên thần tinh ấy còn cho rằng là rất đắt chứ. Như vậy xem ra thần tinh mang tới từ thần vực dùng ở mẫu thế giới chắc là dư giả. Tin tức của Thử Minh vẫn luôn không hề rẻ. Nếu là Trinh Huynh không đưa ra được giá tiền này, ta có thể giúp. Nếu là thật, xem ra thần tinh ở mẫu thế giới này vẫn khá là có giá trị. Mình cũng không thể nào tùy ý để lộ gốc rễ của mình. Không cần phải phiền như vậy. Một viên thần tinh mua một tin tức tuy là khá đắt, nhưng mà ta vẫn trả được. Vậy thì tốt. Khi nãy ta còn cho rằng Na Trinh Huynh có thể có chút kẹt tiền. Mong Hoa Bắc Huynh giúp đỡ dẫn đường cho. Vậy được, bây giờ ta sẽ đưa Na Trinh Huynh đi ngay. Một nén hương sau, nơi này chính là Thử Minh rồi. Na Trinh Huynh có thể tự mình vào trong. Thử Minh có rất nhiều quy tắc, ta chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Được, đa tạ Hoa Bắc Huynh. Là tìm người hay là tìm vật? Giọng nói này chói tai như vậy sao? Cảm giác như là không giống giọng nói của con người. Tìm người. Có biết quy tắc hay không? Không biết. Một khi tin tức của Thử Minh ta được bán ra, sẽ không thể nào đổi lại. Hơn nữa, ngươi không thể nào nói với bất kỳ ai. Tin tức là được từ chối. Tin tức là có được từ chối bộ... từ... Tin tức là có được từ chỗ của bọn ta. Nếu làm trái, ngươi sẽ ở trên danh sách truy sát của Thử Minh ta. Ngươi có đồng ý tuân thủ hay không? Tất nhiên là đồng ý. Nó không phải người. Bộ dạng này hoàn toàn là dáng vẻ của hung thú hình chuột. Vào trong đi, rẽ trái và đi đến cuối cùng là ngươi có thể nghe thấy tin tức. Nhiều chuột như vậy, chẳng trách gọi là Thử Minh, nghe rằng đây chính là một thế lực do tổ chức chuột lập lên. Vào trong đi, lại là một giọng nói chói tai, xem ra cái tên ở đây cũng là một hung thú hình chuột. Quả nhiên là hung thú, nếu ở thần vực, nghe là mình đã ra tay giết chết này. Giết chết tên này rồi, nhưng nơi này suy cho cùng cũng là mẫu thế giới, khác rất nhiều so với thần vực. Hình như ngươi có địch ý với ta. Ây không có, là lần đầu gặp mặt có chút không quen. Nó rất là nhanh nhạy, sợ là không phải là hung thú bình thường. Nghe nói ngươi muốn tìm người. Vậy người đó có tu vi thế nào, dung mạo thế nào, từng xuất hiện lúc nào, ở đâu? Ngươi nói càng tỉ mỉ ta càng dễ dàng tìm được người đấy. Thiên Dung Thành này chỉ có một tòa thành nhỏ ở xa, sẽ không có quá nhiều liên hệ đối với Hiên Viên Vệ đâu nhỉ. Để lộ tin tức của Minh Vi chắc cũng sẽ không sao đâu. Cô ấy là một cường giả Bỉ Ngạn cảnh, y phục xanh lục, tóc cam, dung mạo xinh đẹp. Hai ngày trước khi cô ấy từ hỗn độn vào Tam Điệp Quan, nàng đang bị một nam tử bạch y truy sát. Có đi qua hoang mạc Xích Dương hay không cũng không có, cũng không rõ. Biết rồi. Không ngờ Nhĩ Thử nhất tộc lại phát triển nhanh như vậy. Ngay cả trong một thành phố xa xôi như vậy cũng có bóng dáng của tụi nó. Nhĩ Thử nhất tộc. Chuột ở nơi này đều thuộc chủng tộc này hay sao? Vậy thì không phải. Chuột ở trong đình viện này chẳng qua là hung thú chuột có thiên phú bình thường. Chỉ là mấy tên ở trong đó có thể hóa hình mà thôi. Còn có một bộ phận ngay cả trí tuệ cũng không có. Con Nhĩ Thử duy nhất ở nơi này chính là con ở trước mắt này. Ở trong mẫu thế giới, Nhĩ Thử và con người có thể chung sống hòa bình. Chuyện này có gì kỳ lạ hay sao? Mẫu thế giới không phải là có nhân tộc. Tai mắt của tộc này phân bố ở khắp nơi ở trong mẫu thế giới. Rất khó có tin tức có thể giấu được tụi nó. Cậu tìm tụi nó nghe ngóng tin tức của Minh Vi cũng coi như là đã tìm đúng người rồi. Ta đã tìm được người mà ngươi muốn tìm rồi. Cô ấy ở đâu, còn sống hay không? Tin tức này không rẻ, giá trị là 20 viên thần tinh. Nếu ngươi đồng ý mua, sau khi để thần tinh vào trong đĩa này, ta sẽ nói với ngươi. 20 viên thần tinh? Người giới thiệu với ta đến đây, nói là một viên thần tinh là đủ rồi mà. Tin tức cũng chia ra đắt rẻ, một vài tin tức quan trọng, đừng nói là 20 viên thần tinh. 2.000 viên, 2 vạn viên cũng mới mua được.
Nhĩ thử nhất tộc bọn ta dùng một đôi tai nghe ngóng thiên hạ, tất nhiên có thể phán đoán ra giá trị ở trong đó. Nếu không đồng ý, các hạ rời đi là được rồi. Ây, được thôi. Sàng khoái, mời các hạ nhìn xem. Đây là... Họ không ở hoang mạc Xích Dương, đây là chỗ nào? Đồng bằng Thanh Cẩm, cách Thiên Dung Thành 200 vạn dặm. Sáu nại biến mất rồi, chỉ có chút như vậy thôi sao? Đương nhiên không chỉ có như vậy, thứ cậu nhìn thấy chỉ là cảnh tượng mà một con chuột gửi tới mà thôi. Còn có những con khác nữa. Những hiên viên vệ này, những hiên viên vệ khác cũng đã bao vây qua đây rồi. Chỉ nghĩa còn đang bị thương. Không hay rồi, Minh Vi Hoàng thể hóa cũng đã bị nam tử này khắc phục. Chẳng lẽ cô ấy, sao lại biến mất rồi? Cảnh tượng mà 20 viên thần tinh có thể xem được chỉ có bấy nhiêu thôi. Muốn xem hết tin tức cần phải trả thêm 100 viên thần tinh. Quả nhiên, chuột đúng là gian trá. Mau cho ta xem cảnh tượng phía sau đi. Các hạ đừng gấp, sẽ hiển thị cho ngươi ngay đây. Người này là ai vậy? Hình như hắn đang giúp cho Minh Vi.